nhà đất quận 12 kính chào tất cả quý anh chị cô chú khách hàng thân thương đang xem trực tiếp trên kênh YouTube nhà đất quận 12 buổi sáng đẹp trời ngày hôm nay em Phúc đang có mặt tại đường Thạnh Xuân 43 phường Thạnh Xuân quận 12 thành phố Hồ Chí Minh để giới thiệu tới quý anh chị một lô đất sổ hồng riêng lô đất của chúng ta có chiều ngang là 5,4 m và chiều dài là 15,5 m tổng diện tích là 83,8 m2 toàn bộ là đất ở đô thị Lô đất của chúng ta có hướng Đông Nam, và được chủ chào bán với giá là 3 tỷ 700 triệu. Giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ. Lô đất nằm trong khu phân lô đồng bộ rất là đẹp với diện tích 5,4 m và chiều dài 15,5 m. Chúng ta có thể xây một căn nhà rất là rộng rãi và thoải mái. Đường trước lô đất có chiều ngang là 7 m, hai xe ô tô né nhau. Lô đất nằm trong khu phân lô rất là nhiều nhà lầu và nhà cao tầng. Nơi đây chúng ta có thể xây được 3 đến 4 tầng. Từ vị trí lô đất chúng ta đi khoảng 50 m là ra tới trục uh, đường chính thịnh mươi 43 và đi thêm khoảng 100 m nữa chúng ta sẽ đến trục đường chính Hà Quy Giáp. Và về uh, sân bay Gò Vấp chúng ta mất khoảng 15 đến 20 phút đi xe máy. Lô đất nằm trong khu dân cư đồng bộ, điện âm, nước máy, camera, khu dân trí cao, rất là an ninh. Với diện tích 5,4 m và chiều dài là 15,5 m, toàn bộ đất thổ cư chúng ta có thể xây một căn nhà rất là rộng và thoải mái và được chủ gửi bán với giá là 3 tỷ 700 triệu giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ và chủ nói cũng sẽ bớt lọc lá cho chúng ta trong bán kính 1 km chúng ta có chợ thành Sơn chợ đường và trường học cấp 1 cấp 2 cấp 3 và trường cao đẳng điện lực siêu thị bách phát xanh thì rất là đầy đủ nếu quý anh chị quan tâm tới đô đất thì có thể gọi điện thoại cho phúc theo số điện góc màn hình để tới xem trực tiếp vị trí đô đất sau đó chúng ta sẽ gặp trực tiếp với chủ để thương lượng về giá. Và bây giờ Phúc sẽ bay cái đoạn đường từ vị trí lô đất ra tới trục đường chính Hà quý Giáp cho quý anh chị xem. Toàn bộ là đường nhựa, có chiều ngang là hai theo tô né nhau. Và hiện tại thì với những lô đất có chiều ngang hơn 5m bây giờ ở quận 12 rất là hiếm và giá rất là cao. Đây là một trong những lô có chiều ngang là 5,4m nhưng giá rơi vào khoảng 3 tỷ 7, một mức giá khá mềm. Và hiện tại thì bên Phúc cũng còn rất là nhiều nhà và đất. Nếu quý anh chị muốn mua nhà hoặc đất thì cứ điện thoại cho Phúc và nói ra cái yêu cầu của mình. Phúc sẽ gửi uh, sản phẩm cho quý anh chị. Và nếu anh chị muốn bán nhà hoặc đất thì cũng cứ gọi cho Phúc. Phúc tới Phúc sẽ quay làm cái clip về rồi gửi cho anh em bán phụ cho bán nhanh. Quý anh chị nhớ đăng ký kênh để cập nhật giá nhà và đất ở quận 12. Em sẽ up video thường xuyên lên quý anh chị có thể nắm được khung giá nhà và đất ở quận 12. Mà video của em đến đây xin tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau.